tin Canada và thế giới. Nhanh chóng, trung thực, chính xác. Culture Channel, kênh tin tức uy tín hàng đầu của người Việt tại Canada. Xin kính chào quý vị đến với bản tin Canada nổi bật trong ngày trên kênh Culture Channel và một số tin tức thế giới đáng chú ý khác. Trong bản tin chiều ngày 21 tháng 3, mời quý vị theo dõi các tin chính yếu trong và ngoài nước sau đây. Ontario chính thức dỡ bỏ các quy định khẩu trang từ hôm nay nhưng có một vài ngoại lệ. Những nhân viên tiếp xúc với công chúng phải đối mặt với nhiều ác cảm và rủi ro sức khỏe. Ontario ban hành luật để ngăn chặn các cuộc phong tỏa bất hợp pháp trong tương lai tại các biên giới sân bay. Bộ trưởng Lao động đối mặt với áp lực kinh tế và chính trị khi CP Rail tiếp tục đình công. Tình trạng chậm trễ nhập cư đang diễn ra khiến gần một triệu người phải chờ đợi để trở thành công dân và thường trú nhân. Và trong phần tin thế giới, cập nhật giao tranh Nga-Ukraine, Vương quốc Anh nói rằng Nga đứng sau các cuộc gọi lừa bịp tới các quan chức. Ukraine bất chấp yêu cầu hạ vũ khí ở Mariupol của Nga, Người đứng đầu Liên hợp quốc cảnh báo, chiến tranh Ukraine đe dọa các mục tiêu khí hậu về ấm lên toàn cầu. Cổ phiếu giảm xuống khi Ukraine giao tranh dữ dội, dầu leo thang. Thủ tướng Anh Boris Johnson tuyên bố, mục tiêu của Vương quốc Anh là lấy 25% năng lượng từ năng lượng hạt nhân. Và sau đây là phần tin chi tiết. Ontario chính thức dỡ bỏ các quy định khẩu trang từ hôm nay nhưng có một vài ngoại lệ khẩu trang sẽ không còn được yêu cầu trong trường học các cơ sở bán lẻ và hầu hết các không gian công cộng trong nhà khác ở Ontario kể từ hôm nay sự thay đổi diễn ra vài tuần sau khi tỉnh dỡ bỏ các quy định bằng chứng vaccine và giới hạn sức chứa các cơ sở lựa chọn như phương tiện công cộng, cơ sở chăm sóc sức khỏe, nhà chăm sóc dài hạn và cơ sở chăm sóc tập thể sẽ giữ nguyên quy định về khẩu trang cho đến cuối tháng 4 khi tỉnh có kế hoạch chấm dứt các quy tắc y tế công cộng còn lại. Thủ hiến Dockford cho biết, ông có kế hoạch tiếp tục đeo khẩu trang trong cơ quan lập pháp của tỉnh trong vài ngày đầu tiên sau khi quy định dỡ bỏ, nhấn mạnh rằng mọi người nên được phép tiếp tục đeo khẩu trang nếu họ muốn. Vị bác sĩ hàng đầu Kieran Moore cũng tuyên bố tương tự, mọi người phải đối xử tử tế, chu đáo, tôn trọng đối với những người tiếp tục đeo khẩu trang. Tiến sĩ Karen Moore cũng nói rằng điều này không báo hiệu rằng Covid đã biến mất hoặc đại dịch đã kết thúc, nhưng nó có nghĩa là Ontario đã đến nơi mà bây giờ nó có thể quản lý được virus. Một số quan chức y tế địa phương ở các vùng phía bắc của tỉnh đang khuyến khích người dân tiếp tục đeo khẩu trang ở những nơi công cộng trong nhà. Những hội đồng trường muốn có thêm thời gian giữ quy định khẩu trang đã được ông Moore đề nghị tuân theo ngày kết thúc chính thức, nhưng hội đồng trường Hamilton-Wentworth cho biết họ có kế hoạch giữ yêu cầu đeo khẩu trang cho đến ngày 1 tháng 4. Những nhân viên tiếp xúc với công chúng phải đối mặt với nhiều ác cảm và rủi ro sức khỏe. Ontario đã chính thức dỡ bỏ quy định khẩu trang đối với các khu vực công cộng, cùng với một loạt các tỉnh và các vùng lãnh thổ khác đã nới lỏng các hạn chế về y tế công cộng COVID-19 của họ. Kể từ ngày 21 tháng 3, chỉ Quebec, PEI, Northwest Territories và Nunavut vẫn còn quy định khẩu trang, vào cuối tháng 4 có thể sẽ không còn tỉnh hoặc vùng lãnh thổ nào của Canada bắt buộc đeo khẩu trang, khiến những người lao động phải tiếp xúc với người dân lo ngại về nơi làm việc của họ đối với những người thường xuyên tiếp xúc với khách hàng việc không còn khẩu trang có thể làm dấy lên những nỗi sợ hãi có thể cảm thông những người tiếp xúc trực tiếp với khách hàng ở các tỉnh mà không yêu cầu đeo khẩu trang cảm thấy không thoải mái khi tương tác với khách hàng theo cách bình thường mới khi khách không đeo khẩu trang đối với một số người khẩu trang đã trở thành tiêu chuẩn tại nơi làm việc hàng ngày trong hai năm vì vậy việc đột ngột trút bỏ các thiết bị bảo hộ có thể khiến họ cảm thấy lạ lẫm hơn trước đây Ian Bowen, một trợ lý giám đốc cửa hàng cũng nhận thấy quá trình chuyển đổi là khó khăn. Anh nói, tôi nghĩ thật khó để quen được chỉ vì chúng tôi đã phải tiếp xúc rất gần với mọi người. Anh cho biết, hầu hết các đồng nghiệp của anh tại một cửa hàng lớn ở Grand Parade, Alberta đều khó khăn trong việc điều chỉnh. Được biết, Alberta và Saskatchewan là những tỉnh đầu tiên bỏ quy định đeo khẩu trang vào ngày 1 tháng 3. Ontario ban hành luật để ngăn chặn các cuộc phong tỏa bất hợp pháp trong tương lai tại các biên giới sân bay. Chính quyền Ontario đã công bố các biện pháp mới để bảo vệ các cửa khẩu quốc tế và sân bay khỏi gián đoạn bất hợp pháp. Chỉ một tháng sau khi những người biểu tình chống Covid phong tỏa cầu Ambassador ở Windsor, Ontario, các biện pháp mới này bao gồm luật nếu được thông qua sẽ cho phép thực thi pháp luật để bảo vệ một cách tốt hơn các công việc dựa vào thương mại quốc tế và bảo vệ nền kinh tế khỏi những gián đoạn trong tương lai điển hình là cuộc phong tỏa bất hợp pháp gần đây ở cầu ambassador của windsor Luật sư trưởng của tỉnh, Silva Jones, đã đưa ra thông báo vào thứ hai tại sân bay Pearson của Toronto. Luật được đề xuất là một phần của đạo Keeping Ontario Open for Business Art 2022 sẽ cung cấp cho cảnh sát nhiều quyền thực thi hơn. Các quyền này bao gồm nhiều công cụ hơn để áp đặt việc tạm giữ giấy phép lái xe và giấy phép phương tiện bên đường, thu giữ biển số xe khi phương tiện được sử dụng trong một cuộc phong tỏa bất hợp pháp và loại bỏ hoặc cất giữ các vật thể tạo thành một cuộc phong tỏa bất hợp pháp. Bà Jones cho biết, mình sẽ xem xét lại luật này tại Queen's Park vào chiều thứ hai. Bộ trưởng Lao động đối mặt với áp lực kinh tế và chính trị khi CP Rail tiếp tục đình công các nhà lãnh đạo doanh nghiệp có mặt tại thủ đô của hoa kỳ hôm nay cho biết họ đang cố gắng kiểm soát thiệt hại khi việc ngừng hoạt động của cp rail đã dán một đòn nữa vào chuỗi cung ứng xuyên biên giới Gundy Hyder, chủ tịch kim giám đốc điều hành của Hội đồng Kinh doanh Canada cho biết, các nhà lập pháp Hoa Kỳ và các đối tác, thậm chí cả các quan chức Nhà Trắng, đã lo lắng trong nhiều tuần về khả năng xảy ra tranh chấp lao động. Ông Hyder cho biết, thiệt hại đối với danh tiếng của Canada có thể kéo dài, đặc biệt là sau khi cầu Ambassador bị đóng cửa một tuần vào tháng trước giữa Detroit và Windsor, Ontario. Và Hiệp hội các nhà sản xuất xe Canada đang cảnh báo Bộ trưởng Lao động Seamus Oregon rằng một cuộc tranh chấp kéo dài có thể tàn phá các chuỗi cung ứng quan trọng vốn đã bị suy yếu bởi đại dịch COVID-19. Trong một bức thư gửi cho ông Oregon, Chủ tịch kim giám đốc điều hành Ryan Kingston nói rằng đường sắt là một thành phần quan trọng trong chuỗi cung ứng xe hơi và sự thiếu hụt tài xế trong ngành vận tải đường bộ đồng nghĩa với việc có rất ít lựa chọn thay thế khả thi. Tranh chấp về đường sắt CP có thể sẽ là một chủ đề quen thuộc đối với Doc Ford, thủ hiến Ontario, người tình cờ có mặt ở DC ngày hôm nay để quảng bá tỉnh của mình như một nhà cung cấp và đối tác sản xuất đáng tin cậy cho Hoa Kỳ. Tình trạng chậm trễ nhập cư đang diễn ra, khiến gần một triệu người phải chờ đợi để trở thành công dân và thường trú nhân. Deepak Tower đã chi hàng trăm nghìn đô la và hai năm để cố gắng có được thường trú nhân ở Canada, nhưng anh ta chỉ nhận được những phản hồi chung chung từ bộ di trú của chính phủ, và anh ta nói rằng anh ta cảm thấy bị phản bội. Cư dân Saskatoon này vẫn đang chờ đơn xin thường chú nhân của mình được xét duyệt bởi hệ thống nhập cư của Canada kể từ lần cuối cùng được báo chí phỏng vấn vào tháng 12. Tôi đã cam kết gần 550.000 đô la để đầu tư vào Saskatchewan. Tôi đã bán hết tài sản của mình ở Ấn Độ với hy vọng tôi sẽ ở Canada và công sức tôi bỏ ra sẽ xứng đáng. Anh Tower nói. Người đàn ông 51 tuổi này cho biết Tôi đã nghĩ rằng tôi sẽ trở thành công dân Canada vào tháng 12 năm 2020, sau đó tôi sẽ có 10 năm để khám phá đất nước xinh đẹp này. Tôi không bao giờ ngờ rằng trong giai đoạn cuối của cuộc đời mình, tôi sẽ phải đối mặt với những vấn đề này. Tuy vậy, anh ấy không đơn độc. Theo dữ liệu nhận được từ Bộ phận Nhập cư, Người tị nạn và Quốc tịch Canada IRCC, quốc gia này có hơn 1,8 triệu đơn đăng ký nhập cư còn bị tồn động đến ngày 1 tháng 2, bao gồm 519.030 đơn xin thường trú, trong đó có 158.778 đơn xin tị nạn, 848.598 hồ sơ đăng ký tạm trú, 448.000 đơn xin nhập quốc tịch Canada. Trong khi đó, anh Towell, người sở hữu một doanh nghiệp sản xuất tủ ở Saskatoon, cho biết giấy phép lao động của anh đã hết hạn, mặc dù anh ấy đã nộp đơn xin gia hạn vào ngày 2 tháng 11. Các đơn xin gia hạn giấy phép lao động mất 133 ngày theo trang web của chính phủ. Mốc 133 ngày đó cũng đã qua vào ngày 15 tháng 3. Anh nói và cho biết thêm, giấy phép lái xe của anh chỉ có giá trị đến ngày 31 tháng 3. Tôi đã thanh lý tất cả tài sản của mình ở Ấn Độ để đến đây, tạo công ăn việc làm cho mọi người và đầu tư vào nền kinh tế Canada. Đây có phải là cách đối xử mà tôi xứng đáng không? Nếu tôi biết về những sự chậm trễ này, tôi sẽ không bao giờ đưa ra quyết định tới đây. Người dân Calgary kể về cuộc sống với bộ giới hạn tải điện. Josie Gane đang loạn choạng trong bóng tối, khóc nức nở trong lúc cô nói chuyện điện thoại với trợ lý khách hàng của Enmax khi cô ấy cố gắng xác định vị trí một nút màu cam tí hon nằm dưới đồng hồ đo điện để khôi phục nhiệt bên trong. Người mẹ đơn thân trẻ với hai đứa con dưới 2 tuổi trở về nhà vào một ngày mùa đông năm ngoái và thấy một mảnh giấy ghi trên cửa nhà từ Enmax Cô ấy đã trả trễ các hóa đơn và giờ ngôi nhà đã bị giới hạn điện. Lò sưởi nhà furnace đã tắt và tại thời điểm đó cô còn không biết giới hạn điện nghĩa là gì. Cô nói, đang giữa mùa đông, ngoài trời vẫn lạnh, tôi sẽ phải cho các con ăn như thế nào khi đến cả bếp của tôi còn không hoạt động. Các hóa đơn điện nước tăng cao khiến những người ủng hộ cộng đồng lo ngại rằng số lượng người dân Calgary đối mặt với viễn cảnh này sẽ tăng lên và nhiều người còn không biết giới hạn tải là gì. Đó thường là bước đầu tiên trước khi ngắt kết nối điện. Một số cư dân Calgary đã thông báo về vấn đề này trong khi chia sẻ về hóa đơn tiện ích của họ. Những người đóng góp cho biết họ sợ tủ lạnh của họ sẽ bị mất điện và hàng tạp hóa của họ sẽ bị thối rửa. Họ đã phải dựa vào nồi chiên không dầu, nướng barbecue hoặc bếp điện để vượt qua Các khoản phí bổ sung 52 đô la cho thông báo 52 đô la để xóa giới hạn chỉ làm mọi việc trở nên tồi tệ hơn Thêm vào đó dấu đen trên hồ sơ của họ có nghĩa là họ thường không thể kiếm được hợp đồng với mức giá cố định có lợi hơn Khi thiết bị giới hạn được lắp đặt bếp hoặc bất cứ thứ gì khác yêu cầu điện 240V sẽ không hoạt động Bộ giới hạn tải trọng cho phép tiếp tục vận hành lò sưởi, một vài đèn chiếu sáng và các thiết bị nhỏ, nhưng chỉ có một cái tại một thời điểm. Nếu sử dụng quá nhiều điện cùng một lúc, bộ hạn chế sẽ ngắt, tắt nguồn cùng lúc cho đến khi đồng hồ được khách hàng khởi động lại thủ công hoặc công ty phân phối thiết lập từ xa. Volkswagen thu hồi 23.192 xe SUV tại Canada vì nguy cơ phanh gấp. Volkswagen đang thu hồi hơn 246.000 chiếc SUV ở Mỹ và Canada vì dây nối bị lỗi có thể khiến chúng phanh gấp khi đang tham gia giao thông. Việc thu hồi bao gồm một số mẫu xe Atlas SUVs từ 2019 đến 2023 và các mẫu Atlas Crossport từ 2020 đến 2023, Volkswagen Canada cho biết có 23.192 xe ở Canada nằm trong diện thu hồi. Các cơ quan quản lý an toàn của Hoa Kỳ đã đưa ra 47 báo cáo về vấn đề này, với một số tài xế báo cáo rằng họ suýt bị các phương tiện khác tông vào phía sau. Người phát ngôn của công ty nói, bất kỳ khả năng phanh gấp nào cũng chỉ xảy ra ở tốc độ rất thấp dưới 3 cây số trên giờ. Sự cố cũng có thể khiến các túi khí bên hông bật ra muộn trong một vụ tai nạn. Công ty vẫn chưa phát triển một bản sửa lỗi, chủ sở hữu sẽ nhận được thư bắt đầu từ ngày 10 tháng 5. Tim Hortons bắt đầu bán 5 loại kem dựa trên các món và đồ uống ở đây. Hiện có năm hương vị đang được bày bán, tất cả đều dựa trên các món nướng và đồ ăn quen thuộc tại Tim Hortons. Những hương vị đó là Double Chocolate Donut, Birthday Cake Timbits, Fruit Explosion, Salted Caramel Ice Cap và Apple Fritter. Tất cả các loại kem được sản xuất tại Canada sử dụng 100% sữa của Canada. Tuy nhiên, bạn sẽ không tìm thấy những sản phẩm này trên menu của Tim Hortons mà bạn phải đến một cửa hàng tạp hóa nếu muốn mua chúng. Kem Tim Hortons có bán tại các cửa hàng tạp hóa trên khắp Canada bao gồm Co-op, No Real Canadian Superstore, Maxi, Provigo, Loblaws, Fortinos. Do Independent Grocery, Longos, Metro địa Ontario, Sobeys, Safeway và Walmart. Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin Canada và Thế giới trên kênh Culture Channel. Kính mời quý vị đăng ký kênh và bật thông báo để theo dõi các video tiếp theo. Sau đây là một số tin tức thế giới đáng chú ý. Cập nhật giao tranh Nga-Ukraine, Vương quốc Anh nói rằng Nga đứng sau các cuộc gọi lừa bịp tới các quan chức. Ukraine bất chấp yêu cầu hạ vũ khí ở Mariupol của Nga. Người đứng đầu Liên Hợp Quốc cảnh báo chiến tranh Ukraine đe dọa các mục tiêu khí hậu về ấm lên toàn cầu. Cổ phiếu giảm xuống khi Ukraine giao tranh dữ dội, dầu leo thang. Thủ tướng Boris Johnson tuyên bố mục tiêu của Vương quốc Anh là lấy 25% năng lượng từ năng lượng hạt nhân. Và sau đây là phần tin chi tiết. Cập nhật giao tranh giữa Nga và Ukraine, Vương quốc Anh nói rằng Nga đứng sau các cuộc gọi lừa bịp tới các quan chức anh cáo buộc nhà nước Nga đứng sau các cuộc gọi lừa bịp đối với hai bộ trưởng chính phủ bởi một kẻ mạo danh là Thủ tướng Ukraine. Bộ trưởng Quốc phòng Ben Wallace cho biết kẻ lừa đảo đã có thể nói chuyện với ông trong một cuộc gọi điện video hôm thứ Năm. Bộ trưởng nội vụ Priti Patel đã cho biết cô đã nhận được một cuộc gọi tương tự. Và Bộ trưởng Văn hóa Nadine Doris cho biết một nỗ lực không thành công đã được thực hiện để nói chuyện với cô. Wallace cho biết, ông thấy nghi ngờ và cướp máy sau khi người gọi đặt ra một số câu hỏi gây hiểu lầm. Ông cáo buộc Nga dùng thủ đoạn bẩn thiểu. Phát ngôn viên của Thủ tướng Boris Johnson, Max Plan, cho biết hôm thứ Hai rằng nhà nước Nga phải chịu trách nhiệm về các cuộc gọi lừa bịp được thực hiện cho các bộ trưởng của chính phủ vào tuần trước. Các quan chức Anh lo ngại rằng Nga có thể tung ra các đoạn clip có nội dung sai lệnh từ các cuộc gọi như một phần của chiến dịch cung cấp thông tin sai lệch và khiến Anh bối rối. Plen cáo buộc Tổng thống Nga Vladimir Putin đã gian dựng các hành động gây sao nhãn để che giấu quy mô của cuộc xung đột và những thất bại của Nga trên chiến trường tại Vilnius, Lithuania. Thủ tướng Hà Lan nói rằng Liên minh châu Âu nên cẩn thận khi áp đặt các biện pháp trừng phạt mới đối với các công ty khí đốt và dầu mỏ của Nga vì một số quốc gia vẫn phụ thuộc nhiều vào các nguồn tài nguyên này. Tổng thống của Lithuania, Gitanas Nauseda, cho biết lithuania đã đầu tư rất nhiều vào an ninh năng lượng trong nhiều thập kỷ và hiện đã sẵn sàng tẩy chay hoàn toàn dầu và khí đốt của nga tại kiev ukraine cơ quan quản lý hạt nhân của ukraine cho biết các máy theo dõi bức xạ xung quanh nhà máy điện hạt nhân Chernobyl, nơi xảy ra thảm họa tồi tệ nhất thế giới vào năm 1986, đã ngừng hoạt động. Trong một tuyên bố hôm thứ Hai, cơ quan này cũng cho biết không còn nhân viên cứu hỏa trong khu vực để bảo vệ các khu rừng bị nhiễm phóng xạ hàng thập kỷ khi thời tiết ấm lên. Nhà máy đã bị lực lượng Nga chiếm đóng vào ngày 24 tháng 2 theo tuyên bố hôm thứ hai có một loạt các rủi ro có thể có nghĩa là sự suy giảm đáng kể khả năng kiểm soát lây lan của bức xạ không chỉ ở ukraine mà còn vượt ra ngoài biên giới của đất nước trong những tuần và tháng tới một cụm làng ở rìa phía tây bắc của kiev đang bên bờ vực của thảm họa nhân đạo. Bucha và các ngôi làng khác gần đó đã bị quân Nga cắt đứt. Các nhà báo của hãng thông tấn AP có mặt ở khu vực này một tuần trước đã nhìn thấy các thi thể trong một công viên công cộng ở thị trấn Ipin. Trong đó có một phụ nữ với vết thương chí mạng trên đầu. Các hầm trú ẩn bên dưới các tòa nhà chung cư đã bị lấp đầy và không một ngày nào trôi qua mà không có khói bốc lên từ khu vực này. Tại một lò hỏa táng vào Chủ nhật ở Kiev, thi thể của ba thường dân từ khu vực này đã được chuyển đến sau một chiếc xe tải. Tại thành phố Lviv, Ukraine, các nhà chức trách ở Odessa đã cáo buộc lực lượng Nga làm hư hại nhà dân trong một cuộc tấn công vào thành phố cảng Biển Đen hôm thứ Hai. Hội đồng thành phố cho biết không có ai thiệt mạng trong cuộc đình công và các dịch vụ khẩn cấp đã nhanh chóng dập tắt đám cháy. Thị trưởng Hennadii Chukhanov đã đến thăm địa điểm này và nói: "Chúng tôi sẽ không rời Odessa và chúng tôi sẽ chiến đấu cho thành phố của chúng tôi." Odessa nằm ở phía tây nam Ukraine và cho đến nay phần lớn đã tránh được giao tranh, mặc dù Nga có các tàu hoạt động ngoài khơi biển Đen. Tại Jerusalem, Thủ tướng Israel nói rằng mặc dù có những tiến bộ trong các cuộc đàm phán ngừng bắn giữa Nga và Ukraine, nhưng khoảng cách rất lớn vẫn còn giữa hai bên. Naftali Bennett, người đã đóng vai trò trung gian giữa hai quốc gia tham chiến trong những tuần gần đây, cho biết tại một hội nghị hôm thứ hai rằng Israel sẽ tiếp tục cùng với các bạn bè khác trên thế giới cố gắng thu hẹp khoảng cách và chấm dứt chiến tranh. Israel có quan hệ tốt với cả Ukraine và Nga và đã đóng vai trò là một môi giới giữa hai bên kể từ khi Nga xâm lược Ukraine vào cuối tháng 2. Bennett đã tổ chức nhiều cuộc điện đàm với cả hai nhà lãnh đạo trong những tuần gần đây và đã bay đến Moscow vào đầu tháng này để gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin. Bennett đã đề nghị tổ chức một hội nghị thượng đỉnh ở Jerusalem. Tại Slovenia, Slovenia cho biết họ có kế hoạch cử các đại diện ngoại giao của đất nước trở lại Ukraine vào cuối tuần này thủ tướng janet chansa đã kêu gọi các quốc gia liên minh châu âu khác cũng làm như vậy ông nói trên twitter vào cuối ngày chủ nhật rằng ukraine cần hỗ trợ ngoại giao các nhà ngoại giao của Slovenia đã rời khỏi Ukraine khi bắt đầu cuộc xâm lược của Nga vào ngày 24 tháng 2, trong khi các nước khác cũng rút đại diện của họ. Chansa đã đến thăm Kiev vào tuần trước cùng với các thủ tướng của Ba Lan và Cộng hòa Séc. Ông đã nói sau chuyến thăm rằng Ukraine đang cảm thấy bị bỏ rơi và kêu gọi Ukraine cử đại diện của khối tới đó. Tại London, Bộ Quốc phòng Anh cho biết các cuộc giao tranh ác liệt đang tiếp diễn ở phía bắc Kiev khi các lực lượng Nga gây sức ép với nỗ lực bị đình trệ nhằm bao vây thành phố thủ đô của Ukraine. Trong một bản cập nhật hôm thứ Hai trên phương tiện truyền thông xã hội, Bộ cho biết các lực lượng Nga tiến vào thành phố từ phía đông bắc đã bị đình trệ và quân đội tiến từ hướng Hostomel về phía tây bắc đã bị đẩy lùi bởi sự kháng cự quyết liệt của Ukraine. Phần lớn lực lượng của Nga cách trung tâm thành phố hơn 25 km. Các quan chức vương quốc anh cho biết, mặc dù tiếp tục thiếu tiến bộ, Kiev vẫn là một mục tiêu quân sự chính của Nga và họ có khả năng ưu tiên nỗ lực bao vây thành phố trong những tuần tới. Ukraine bất chấp yêu cầu hạ vũ khí ở Mariupol của Nga. Ukraine đã bất chấp yêu cầu của Nga rằng các lực lượng của họ phải hạ vũ khí trước bình minh hôm thứ Hai ở Mariupol, nơi hàng trăm nghìn dân thường bị mắc kẹt trong một thành phố đang bị bao vây và đã trở nên lãng phí bởi các cuộc bắn phá của Nga. Quân đội Nga đã ra lệnh cho những người Ukraine bên trong thành phố ở phía đông nam của đất nước đầu hàng lúc 5 giờ sáng, nói rằng những người làm như vậy sẽ được phép rời khỏi thông qua hành lang an toàn. Cuộc tấn công của Nga vào Ukraine hiện đã bước sang tuần thứ tư đã bị đình trệ trên hầu hết các mặt trận. Nga đã thất bại trong việc chiếm được một thành phố lớn của Ukraine, ít chiếm được thủ đô Kiev hay nhanh chóng lật đổ chính phủ của tổng thống Volodymyr Zelensky. Nhưng Nga đã tấn công các khu dân cư gây ra sự tàn phá lớn, không nơi nào chịu thiệt hại tồi tệ hơn Mariupol, một cảng trên biển Azov nơi sinh sống của 400.000 người trước chiến tranh. Cảng này đã bị bao vây và bị bắn phá liên tục, không có thực phẩm, thuốc men, điện năng hay nước ngọt kể từ những ngày đầu của cuộc xâm lược. Một số người đã được phép ra ngoài bằng ô tô riêng, nhưng lực lượng Nga không cho phép các đoàn xe cứu trợ hoặc xe buýt để sơ tán dân thường đến thành phố. Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Oleksiy Zenikov ca ngợi những người bảo vệ anh hùng của thành phố, nói rằng bằng cách tiếp tục cầm cự, họ đã giúp cản trở cuộc hành quân của Nga vào các thành phố lớn khác trên khắp đất nước. Gần một phần tư trong số 44 triệu người Ukraine đã phải rời bỏ nhà cửa, trong đó có 3,4 triệu người đã chạy ra nước ngoài, theo Liên Hợp Quốc, một trong những cuộc di cư nhanh nhất từng được ghi nhận. Một cuộc kiểm đếm của Liên Hợp Quốc bao gồm hơn 900 trường hợp dân thường đã chết được xác nhận nhưng chưa rõ tổng số thực sự. Người đứng đầu Liên Hợp Quốc cảnh báo chiến tranh Ukraine đe dọa các mục tiêu khí hậu về ấm lên toàn cầu. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc đã cảnh báo rằng cuộc chiến ở Ukraine có nguy cơ khiến các mục tiêu toàn cầu về khí hậu trở nên xa tầm với nếu Nga tăng cường sử dụng nhiên liệu hóa thạch. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres cho biết mục tiêu hạn chế nhiệt độ toàn cầu ở mức 1,5 độ C so với mức tiền công nghiệp đó là một mục tiêu đã được đặt ra tại Hội nghị Thượng đỉnh về khí hậu của Liên Hợp Quốc COP26 năm ngoái, đang gặp nguy hiểm khi các nước tìm kiếm giải pháp thay thế cho nguồn cung cấp dầu và khí đốt của Nga. Châu Âu phụ thuộc vào Nga với 40% lượng khí đốt, trong khi sự phụ thuộc của Đức thậm chí còn cao hơn ở mức 60%. EU đang bắt tay vào kế hoạch cắt giảm 2 phần 3 việc sử dụng khí đốt của Nga trong năm nay và sẽ loại bỏ hoàn toàn trong những năm tới, là một phần của kế hoạch đó, cũng như mở rộng sản xuất năng lượng tái tạo, các nước thành viên EU đang tìm kiếm nhiên liệu hóa thạch từ các quốc gia khác, chẳng hạn như khí đốt từ Qatar và dầu từ Ả Rập Saudi. Một số quốc gia cũng có thể cân nhắc việc tăng sản lượng nhiệt điện than. Đối mặt với giá xăng dầu cao, Mỹ cũng đang tìm cách mở rộng nhập khẩu dầu, ngay cả khi xem xét các quốc gia trước đây có được coi là quốc gia Pariah như Venezuela và Iran, sản lượng dầu và khí đốt trong nước của Hoa Kỳ từ quá trình khai thác và khoan cũng sẽ tăng lên. Trên khắp thế giới, các công ty dầu khí nhận thấy lợi ích từ cuộc khủng hoảng đang diễn ra. Đầu tiên là do sự phục hồi sau Covid-19, và bây giờ là do các nước chuyển nhập khẩu ra khỏi Nga. Tại Vương quốc Anh, Thủ tướng Rishi Sunak đang xem xét cắt giảm thuế nhiên liệu để bù đắp một số mức tăng giá đã đưa xăng lên gần mức cao kỷ lục. Cổ phiếu giảm xuống khi Ukraine giao tranh dữ dội, dầu leo thang. Thị trường chứng khoán trên khắp thế giới sụt giảm trong ngày thứ hai khi giao tranh ở Ukraine bùng phát mà không có dấu hiệu ngừng bắn, ngay cả khi các nỗ lực ngoại giao tiếp tục diễn ra, trong khi giá dầu Brent tăng trên 110 đô một thùng do nguồn cung vẫn khan hiếm ngoại trưởng thổ nhĩ kỳ hôm chủ nhật cho biết nga và ukraine đã gần đạt được thỏa thuận về các vấn đề quan trọng và ông hy vọng về một lệnh ngừng bắn nếu hai bên không lùi bước so với tiến độ đạt được cho đến nay hầu hết các thị trường chứng khoán đã tăng điểm vào tuần trước với dự đoán về một thỏa thuận hòa bình cuối cùng về ukraine nhưng thỏa thuận có thể cần tiến triển trên thực tế để biện minh cho những lợi ích hơn nữa tổng thống hoa kỳ joe biden sẽ gặp các đồng minh nato vào thứ năm và thăm ba lan và vào thứ Sáu. Cuộc khảo sát của nhà quản lý quỹ toàn cầu của Bank of America tuần trước cho thấy xu hướng giảm với mức tiền mặt cao nhất kể từ tháng 4 năm 2020 và kỳ vọng tăng trưởng toàn cầu thấp nhất kể từ cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008 cuộc chiến ở Ukraine, giá hàng hóa tăng cao, các vấn đề về chuỗi cung ứng và thắt chặt chính sách đều khiến các nhà đầu tư không mấy lạc quan về triển vọng tăng trưởng thu nhập toàn cầu. Các nhà đầu tư cũng đang chờ xem liệu Nga có đáp ứng được nhiều khoản trả lãi hơn trong tuần này hay không. Nga phải trả 615 triệu đô la tiền phiếu giảm giá trong tháng này, trong khi vào ngày 4 tây tháng 4 là đến hạn trả một phiếu trị giá 2 tỷ đô la. Nga cũng sẽ cho phép giao dịch trái phiếu OFZ trên sở giao dịch Moscow tiếp tục vào ngày thứ hai, nhưng giao dịch cổ phiếu bị đình chỉ kể từ khi các lệnh trừng phạt của phương Tây khiến thị trường rơi vào tình trạng hỗn loạn vào cuối tháng trước sẽ vẫn đóng cửa. Thị trường trái phiếu được chuẩn bị cho ngôn ngữ nhiều hâu hơn từ Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ khi Chủ tịch Jeremy Powell sẽ phát biểu vào thứ hai và ít nhất 6 thành viên khác cũng sẽ phát biểu trong tuần. Các nhà hoạch định chính sách đã gắn cờ trước một chuỗi tăng lãi suất để đưa lãi suất quỹ từ 1,75% lên 3% vào cuối năm nay. Thị trường ngụ ý khả năng là 50-50 sẽ tăng nửa điểm vào tháng 5 và khả năng cao hơn là vào tháng 6. Hôm thứ Sáu, Chủ tịch Ngân hàng Trung ương châu Âu Christine Lagarde cho biết những nỗ lực của châu Âu nhằm chống lại biến đổi khí hậu và giảm sự phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch sẽ gây lạm phát trong ngắn hạn đến trung hạn, nhưng làm giảm giá trong dài hạn thị trường có vẻ đã nhận thức được rủi ro đối với tăng trưởng do đường cong lợi suất trái phiếu kho bạc được làm phẳng rõ rệt trong những tuần gần đây. Mức chênh lệch giữa lợi suất kỳ hạn 2 năm và 10 năm đã giảm xuống chỉ còn 21 điểm cơ bản, mức nhỏ nhất kể từ khi bắt đầu đại dịch vào đầu năm 2020. Lợi tức kho bạc cao hơn đã giúp nâng giá đô la Mỹ so với đồng yên, nơi ngân hàng trung ương Nhật Bản vẫn cam kết giữ lợi suất gần bằng không. Đồng đô la đã tăng gần mức cao nhất kể từ đầu năm 2016 ở mức 119,19 yên sau khi tăng 1,6% vào tuần trước. Đồng euro được giảm ở mức 1,105 đô la vào thứ hai sau khi tăng 1,3% vào tuần trước. Chỉ số đô la đứng ở mức 98,242 so với mức đỉnh gần đây vào đầu tháng 3 ở mức 99,415. Trên thị trường hàng hóa, vàng đã không nhận được nhiều động lực từ các dòng tiền trú ẩn an toàn hoặc lo ngại lạm phát, mất hơn 3% trong tuần trước. Lần cuối cùng vàng tăng 0,2% ở mức 1.924 đô la Mỹ một ounce. Giá dầu cũng mất điểm vào tuần trước, nhưng đã tăng cao hơn vào thứ hai do không có sự thay thế dễ dàng cho các thùng dầu của Nga trong một thị trường eo hẹp. Dầu Brent tăng 4% lên 112,20 đô la Mỹ. Dầu thô của Mỹ tăng 4,2% lên 119,14 đô la Mỹ một thùng. Khi các nước liên minh châu Âu xem xét tham gia cùng với Hoa Kỳ trong lệnh cấm vận dầu mỏ của Nga, trong khi cuộc tấn công cuối tuần vào các cơ sở của Ả Rập Xê Út đã gây ra nhiều lo lắng. Johnson tuyên bố mục tiêu của Vương quốc Anh là lấy 25% năng lượng từ năng lượng hạt nhân. Thủ tướng Anh Boris Johnson đã nói với các ông chủ của ngành công nghiệp hạt nhân rằng chính phủ muốn Vương quốc Anh lấy 25% năng lượng từ năng lượng hạt nhân, trong một động thái có thể báo hiệu một sự thay đổi đáng kể trong cơ cấu năng lượng của đất nước. Johnson hôm thứ hai đã gặp gỡ các giám đốc điều hành từ các công ty công nghệ và tiện ích hạt nhân lớn, bao gồm Rolls-Royce của Anh, EDF của Pháp, Westinghouse và Bechtel của Mỹ để thảo luận về các cách giúp đỡ nhanh chóng sự phát triển của các nhà máy điện hạt nhân mới. Chính phủ đang xem xét những thay đổi đối với các quy tắc bảo hiểm do EU đặt ra và được Anh sao chép để giúp các công ty bảo hiểm và lương hưu đầu tư dễ dàng hơn. Vương quốc Anh đang chuyển sang mô hình cơ sở tài sản được quản lý mà họ hy vọng sẽ mang lại cho các nhà đầu tư dài hạn sự chắc chắn hơn về lợi nhuận, một thay đổi mà họ hy vọng sẽ giải quyết các hạn chế đối với các quy tắc hiện tại chính phủ muốn cho các ngành công nghiệp hạt nhân và đầu tư thấy rằng họ có tham vọng rõ ràng về nhiều hạt nhân hơn để cân bằng giữa các nguồn năng lượng tái tạo không liên tục sự giám sát chặt chẽ các chính sách năng lượng của chính phủ đã tăng lên trong những tháng gần đây sau khi giá nhiên liệu hóa thạch tăng chưa từng có việc nga xâm lược ukraine đã làm tăng thêm áp lực với giá dầu và khí đốt tăng cao và các đồng minh phương Tây đang cân nhắc hạn chế xuất khẩu năng lượng khi họ cố gắng cô lập chế độ của tổng thống Nga Vladimir Putin, Vương quốc Anh đã phải vật lộn để xây dựng các nhà máy điện hạt nhân mới trong những thập kỷ gần đây. Với việc tập đoàn Nhật Bản Hitachi vào năm 2020 đã rút khỏi kế hoạch xây dựng một lò phản ứng mới tại Windflas phía bắc xứ Wales và căng thẳng địa chính trị khiến chính phủ ít quan tâm hơn đến việc thu hút đầu tư của Trung Quốc vào South Wales Sea trên bờ biển Suffolk. Rất cảm ơn quý vị đã theo dõi bản tin Canada do tạp chí Culture Magazine thực hiện. Tin tức Canada và thế giới sẽ được cập nhật liên tục trong ngày trên kênh Culture Channel và sẽ gửi đến quý vị hai lần một ngày. Kính mời quý vị tiếp tục đón theo dõi các bản tin tiếp theo với những tin tức đáng chú ý khác. Đừng quên bấm like và phản hồi để giúp xây dựng cho chương trình này tốt hơn. Nếu đây là lần đầu xem kênh, mời quý vị đăng ký kênh và bật chuông thông báo để nhận được các bản tin mới nhất xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin tiếp theo